Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 31 Xin mời mở bản kinh ra phần khoa chú quyển trung phần khoa chú quyển trung trang thứ tư kinh văn hạng thứ hai hữu đại địa ngục hiệu cực vô gián hữu hữu địa ngục danh đại a tỳ hôm qua giới thiệu đến chỗ này ý nghĩa ở trong đây rất sâu rất rộng nếu nói tường tận nói thật ra là không thể nói hết nhưng điểm quan trọng chúng ta phải hiểu là do nguyên nhân gì tạo thành địa ngục? Tại vì sao lại ở trong đây thọ những khổ báo này? Điểm này vô cùng quan trọng. Trên Kinh Địa Tạng Thập Luận nói Tội ngũ nghịch là tội cực ác ngũ nghịch phần sau sẽ nói rõ tỉ mỉ hơn đây là giết cha giết mẹ ân đức của cha mẹ quá lớn mạng sống của chúng ta có được từ cha mẹ nếu như chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ khi cha mẹ chăm sóc con cái cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí từ khi mới sinh ra cho đến ba tuổi đứa bé không thể rời khỏi vòng tay người mẹ từng giây từng phút được mẹ quan tâm yêu thương bảo vệ mới không đến nỗi tổn thương đến tính mạng còn người cha hiện nay người làm cha làm tròn trách nhiệm với con cái không bằng người xưa người xưa làm cha không những là Phải dạy lúc còn nhỏ Phải dạy lúc còn ấm bồng Mà lúc người mẹ mang thai Thì đã phải dạy rồi Gọi là thai giáo Đây mới là làm tròn trách nhiệm của một người cha Cho nên ân đức của cha mẹ rất lớn Ở trong Pháp thế gian không có gì có thể sánh bằng không biết ân đức không biết báo ân lại còn thêm chuyện giết hại thì tội này cực nặng rồi bị đọa cực vô gián đọa đại a tỳ loại tội nghiệp thứ hai là giết a la hán a la hán là thánh nhân tu hành chứng quả là bậc thầy mô phạm của nhân thiên là ruộng phước chân thật của thế gian nơi họ cư trú là nơi để tất cả chúng sanh gieo trọng phước bạn giết A-la-hán Chính là phá quỷ mất Ruộng phước của chúng sanh đang gieo phước Khiến người nơi này đều không có phước báo Nên tội này là nặng rồi Cho nên giết A-la-hán Là không phải kết tội với một mình A-la-hán Không phải kết tội với họ Mà là kết tội với tất cả chúng sanh ở nơi này Nên tội rất nặng hiện nay thế gian này có a la hán hay không chúng tôi tin là nhất định có a la hán ứng hóa thật phật bồ tát hóa thân ở thế gian cũng rất nhiều làm gì nói không có a la hán chứ thế nhưng phàm phu chúng ta không nhận ra bạn muốn tìm a la hán để giết cũng không thể tìm được thế nhưng vẫn có loại tội tương đương tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết a la hán tội ngang bằng là ai vậy thiện tri thức ở trong địa phương này người có đức hạnh có học vấn vừa có thể từ bi giáo hóa chúng sanh nơi đó giết hại loại người này là ngang bằng với giết hại a la hán cái tội này là rất nặng không những không được phép giết hại mà ngay cả phỉ bán tội cũng không nhẹ rồi đây là điều chúng ta nhất định phải biết thế nhưng thế gian có một số người không biết hữu ý Hai vô ý Tạo ra những lời Phỉ bán Đối với thiện tri thức Vô ý là không biết Hữu ý Đó là có ý đồ riêng Ở trong có ý đồ riêng Thì đố kỵ Là chiếm phần lớn Hiện tại Còn có một số người có những sách lược làm sao đề cao thân phận của mình đề cao mức độ nổi tiếng của mình đề cao danh vọng của mình ở trong đại chúng xã hội dùng phương pháp gì họ phê phán bài bác người nổi tiếng được đại chúng ở nơi đó ngưỡng mộ để mà nâng họ lên đây là có ý đồ riêng tạo tác tội nghiệp đều là tội nghiệp địa ngục A Tỳ vô gián. Đây là trong tâm ôm giữ ý tà ác cực nặng. Họ không sợ nhân quả báo ứng. Vì chút danh lợi trước mắt Lợi ích trước mắt mà dám tạo loại tội nghiệp rất nghiêm trọng này đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián loại thứ ba là làm cho thân phật chảy máu phật hiện nay không còn tại thế nữa nên có tội tương đương chính là dùng tâm ác phá hoại hình ảnh của Phật. Bất luận là tượng Phật bằng xi măng hay điêu khắc gỗ, hoặc giả là nút bằng kim loại, hoặc là tranh vẽ với những hình ảnh của Phật Bồ Tát này, họ dùng tâm sân hận phá hoại những hình tượng đó thì tội này chính là tội ngũ nghịch. Nếu như nói là vô ý thì sao? Vô ý làm tổn hại là lỗi chứ không phải là tội, là rất nhẹ, là do vô ý, sám hối được không? Được, có thể sám hối. Ác ý thì không thể sám hối được rồi. Điều sau cùng là phá hòa hợp tăng. Chính là phá hoại tăng đoàn. Tăng, tăng đoàn hòa hợp. Thật sự là rất khó gặp được Ở trong đây cũng có tội tương đương Là phá hoại tín ngưỡng của người khác Phá hoại tâm nguyện của người khác Phá hoại việc tu học của người khác Là có tội ngang với phá hoại hợp tăng Tội này cũng là vô cùng nặng rồi Chúng ta không thể không biết ở trong đây cũng có cố ý và vô ý cũng cần phải phân biệt rõ ràng cố ý là ác ý vô ý là đối với những lý luận và chân tướng sự thật này chưa có hiểu rõ thấu triệt thí dụ trên kinh thường nói đến tự tán hủy tha là tự mình tán thán pháp môn tu học của chính mình mà mặc tình phỉ bán những pháp môn tu học khác cũng là thuộc vào loại tội nghiệp này hiện nay ở thế gian rất nhiều nơi chúng ta nghe thấy người tạo tác những tội nghiệp này và chuyên tạo tác tội nghiệp này chúng ta cần phải hiểu rõ phật bồ tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết cho nên phật pháp không có pháp cố định Trong Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng Phật không những không có pháp cố định để nói Mà Phật cũng không có pháp để nói Thậm chí là Nói đến chỗ cùng tổ Nếu như có người nói Phật thuyết pháp Chính là vĩ bán Phật Nói đến chỗ này những lời khai thị của phật chúng ta phải thâm nhập thế hội thật kỹ sau đó mới không tạo tội phỉ bán pháp bạn mới không còn tạo nữa bởi vì ngài là ứng cơ mà tiến hành dạy bảo căn tánh của tôi cùng với căn tánh của bạn không hoàn toàn giống nhau Chính là cùng tu pháp môn tịnh độ Cùng niệm a di đà Phật Cũng không hoàn toàn giống nhau Nghĩa là thế nào Tôi thì thích truy đỉnh niệm Phật Chính là a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật Câu nọ tiếp đối rất nhanh với câu kia Họ thích niệm từ từ a di đà Phật a di đà Phật Vậy thì hai người này là khác nhau rồi Hai người đều có thể giảng sanh người này nói cách niệm này của tôi chính xác cách niệm đó của anh nhất định là sai lầm thế thì chẳng phải đối lập với nhau hay sao là khác nhau mà cho nên nhất định phải hiểu rõ đạo lý này cùng là bị bệnh cảm mạo như nhau thầy thuốc kê toa cho bạn đương nhiên thuốc đại thể thì giống nhau nhưng cũng có khác nhau bạn uống thuốc này thấy khỏe rồi nhìn thấy trên toa thuốc đó của bạn có một vài vị thuốc không đúng, sai rồi. Bạn liền phê bình họ. Thể chất của họ khác với thể chất của bạn mà. Cùng một toa thuốc, cùng là một vị thầy thuốc, nhưng liều lượng cho tôi và liều lượng cho bạn khác nhau. Cho tôi chỉ 3 đồng, nhưng cho bạn tốn đến 4 đồng. Thế thì hai bạn còn nghịch nhau nữa hay không? Rốt của cái nào đúng, cái nào không đúng. Thể chất khác nhau mà. Phật giảng kinh thuyết Pháp độ chúng sanh là giống như loại tình hình này vậy Cho nên nếu bạn nói cái này đúng cái kia sai Thì bạn chính là phỉ bán Phật Pháp Tăng Vì sao vậy? Tất cả kinh đều là do Phật thuyết Bạn phỉ bán Phật rồi Bạn tùy tiện phê bình kinh điển lấy bộ kinh này đi phê bình bộ kinh kia lấy bộ kinh kia đi phê bình bộ kinh này thì chính là phỉ bán pháp rồi người dựa theo kinh luận này tu hành chứng quả đây là tăng bạn tùy tiện phê bình phỉ bán tam bảo tạo tội nghiệp vô gián chính là tạo cái tội này đây đều là ngu muội vô tri nhất định chúng ta phải biết các vị tổ sư đại đức chúng ta xem thấy ở trong chú sớ của các ngài có phê bình chúng ta có dám học hay không không dám học họ phê bình là có đối tượng ứng cơ mà nói các bạn nghe qua câu chuyện của tông môn nam tuyền chém mèo bạn có thể học được không bạn có thể nhìn thấy mèo liền giết nó nhìn thấy chó cũng giết nó bạn có dám làm như vậy hay không đơn hà có thể đem tượng phật bằng gỗ chẻ ra để nhóm lửa bạn cũng có thể làm sao tại vì sao họ làm như vậy vì họ có người đương cơ hành động này của họ có thể khiến cho người đó khai ngộ làm phật cho nên họ không phạm tội nếu chúng ta đem tượng phật trẻ ra để nhóm lửa vậy là chúng ta đã phạm trọng tội làm thân phật chảy máu rồi họ không phạm họ là người cấp bậc nào Chúng ta sao dám làm loại việc như vậy chứ Cho nên điều này là nhất định phải biết Trước đây học Phật Có thầy truyền thừa Chính là chúng ta học Phật Đã có bảo đảm Là giống như trẻ sơ sinh vậy Trẻ con dài ba tuổi có cha mẹ chăm sóc Hiện tại học Phật không có người chăm sóc Trẻ con 2-3 tuổi Tạo những sự việc này sống hay chết Nó cũng không biết Gặp phải nguy hiểm có khi mất mạng Mà bản thân nó không biết Hiện nay người học Phật chúng ta là giống như loại tình trạng này vậy, mà nói đáng sợ biết bao. Phật hiểu rõ tình trạng của chúng sanh thời kỳ mạt pháp này, biết được sự khổ nạn của chúng sanh thời mạt pháp. Cho nên đã từ bi đến cực điểm có sự gợi mở đặc biệt Đối với chúng sanh thời mạt Pháp Trên kinh đại tập dạy chúng ta Chúng sanh thời mạt Pháp Tu tịnh độ sẽ thành tựu Đây là lời khai thị quan trọng Chúng ta sanh vào thời đại mạt Pháp Chúng ta học Phật Lựa chọn Pháp môn nào Phật nói là Tu tịnh độ sẽ thành tựu nên chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Đây là dân theo lời di giáo của đức Phật. Đức Phật lại có truyền dạy tứ y pháp cho người đời sau. Để cho chúng ta không đến nỗi đi sai đường. Nếu không có thiện hữu tri thức quan tâm Chúng ta tuân thủ theo tứ y pháp Thì nhất định không bị sai đường Điều thứ nhất Là y pháp bất y nhân Pháp là kinh điển Nhất định phải dùng kinh điển Để làm căn cứ Kinh là do Phật nói Điều thứ hai dạy chúng ta Y nghĩa bất y ngữ câu này vô cùng quan trọng, vì sao vậy? Để tránh cho người đời sau tranh luận về kinh điển. Phật biết được kinh điển sẽ lưu thông toàn thế giới, như định phải dựa vào phiên dịch. Là cùng một bộ kinh giống nhau, cùng một bản gốc tiếng Phạn như nhau, người phiên dịch khác nhau. Ý nghĩa câu chữ bên trong đương nhiên sẽ có chỗ không nhất quán. Thí dụ chúng ta hiện nay nhìn thấy bản dịch của Kinh Kim Cang. Ở trong Đại Tạng Kinh thì Kinh Kim Cang có sáu loại bản dịch khác nhau. Bản mà mọi người chúng ta hiện nay đọc đều là chọn bản của Ngài Kumala Thập. Sáu loại bản dịch các vị đối chiếu để xem văn tự bên trong khác nhau nhưng ý nghĩa đại thể như nhau rốt cuộc chỗ nào dịch đúng chỗ nào phiên dịch sai vậy chẳng phải lại phiền phức rồi sao cho nên phật dạy chúng ta dựa theo nghĩa chứ không dựa theo lời nói vậy mới được ý nghĩa đúng thì được rồi nói nhiều một chút hay nói ít một chút cũng không sao phiên dịch dùng chữ này dùng chữ kia cũng không sao chỉ cần đúng ý nghĩa là được rồi tránh được rất nhiều tranh luận đặc biệt là Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ đến hiện nay có 9 bản dịch 5 loại bản dịch gốc 3 loại bản hội tập và một loại bản tiết hiệu của bản Tế Thanh Chúng ta hiểu được ý nghĩa bất y ngữ thì sẽ không còn tranh luận này nữa không cần phải khăng khăng giữ một nhà nào cả Bản thân chúng ta tu học Thì có thể nắm chắc một bản Nhưng đối với những bản còn lại Nhất định phải tôn trọng Nhất định không phê bình Chúng ta không có tư cách phê bình Không có năng lực phê bình Cho nên tứ y pháp này của Phật Bạn thấy quan trọng biết bao thứ ba đức phật dạy chúng ta y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa thế nào là liễu nghĩa đời này nhất định có thể thành phật đây là liễu nghĩa rốt ráo ở mức thấp nhất phải ở trong đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi thì mới được xem là liễu nghĩa nếu như bạn tu học bạn trong đời này không thể thoát khỏi tam giới lục đạo vẫn còn tạo lục đạo luân hồi thì những gì bạn học là không liễu nghĩa bất luận tu tốt như thế nào bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi không thể ra khỏi lục đạo luân hồi hay nói cách khác bạn nhất định không thể tránh khỏi quả báo tam độ là đạo lý nhất định cho nên là không có thành tựu nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi kinh luận đại tiểu thừa đều là cùng một đạo lý phải đoạn kiến tư phiền não bạn có thể đoạn nổi hay không? Kiến tư phiền não. Suy cho cùng, một cái nguyên tắc chung đó là phá ngã chấp. Bạn đối với pháp thế gian và xuất thế gian vẫn còn chấp trước như vậy, được không? Không được. Điều này các chị đều biết rõ Phá chấp trước Bạn liền ra khỏi tam giới Lìa phân biệt Bạn liền ra khỏi thập pháp giới Đoạn sạch vọng tưởng rồi Bạn liền thành Phật cứu cánh viên mãn Đại đạo lý này phật ở trên kinh điển đại thừa nói quá nhiều rồi phật đã nói ra gốc bệnh của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước các vị thử nghĩ xem những thứ này chúng ta có hay không Việc này là không thể không biết rõ. Nhất định phải dựa theo kinh liễu nghĩa, hôm nay nói liễu nghĩa, không những liễu nghĩa mà phải liễu nghĩa rốt ráo. Kinh Vãng Sanh. Hiện nay chính là nói năm kinh một luận của Tịnh Tông. Gọi là kinh Vãng Sanh là liễu nghĩa cứu cánh Sáu bộ kinh luận này Dùng bất kỳ một bộ nào Cũng có thể thành công Đều có thể Thoát khỏi Tam giới Thoát khỏi thập pháp giới Vãng sanh về Tây phương tịnh độ Thật sự không thể nghĩ bạc Thế nhưng bạn nương theo bất kỳ một bộ kinh nào Cũng không được hoài nghi Hiện nay Có người nương theo kinh vô lượng thọ Thì hoài nghi bản hội tập của Hạ Liên Cư Nếu họ thật thà niệm Phật có thể giảng sanh hay không Có thể giảng sanh Sanh về biên địa nghi thành Trên kinh này nói Bạn phải niệm Phật Thật sự tin có a di đà Phật Thật sự tin tịnh độ Bạn có hoài nghi đối với bản hội tập của kinh này Thì sẽ sanh về biên địa nghi thành Cho nên tại sao chúng ta làm cái việc này Bạn có nghi đối với bản này Vì bạn không dựa vào nó là được rồi Ở trong chính loại bản này bạn dựa theo một bản khác cũng được thậm chí là nói không dựa theo bản kinh vô lượng thọ này bạn dựa theo kinh a di đà cũng được nhiều bản kinh như vậy bạn dựa theo bất kỳ một bản nào đều cũng có thể giảng sanh thế nhưng đối với những bản khác tuyệt đối không hoài nghi để tránh đọa về biên địa nghi thành vậy thì có lợi ích lớn đối với mình thế nhưng người thông minh người có trí huệ người có phước báo trong tâm họ biết rõ Pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông này, trong những năm gần đây, tại vì sao có thể phổ biến Hoàng Dương đến toàn thế giới? Nhiều người sanh khởi tín tâm, phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ như vậy, là do nhân duyên nào thúc đẩy? Là do bản hội tập của lão cư sĩ Hạ thúc đẩy. Đây là sự thật. Nếu như chúng ta hiểu rõ sự thật này Nếu bạn muốn phỉ bán bản hội tập này Thì bạn tạo tội nghiệp Nhất định là địa ngục A Tỳ Bạn có thể trốn nổi không? Bạn niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Không thể rồi Tại vì sao không thể vậy? Tập khí nghiệp chướng quá nặng tuy niệm a di đà Phật Mà vọng tưởng phân biệt chấp trước Không có đoạn được một mấy mây nào Vẫn phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng phỉ bán tam bảo Trước tiên đọa địa ngục Sau khi thọ xong tội báo địa ngục rồi Có lẽ sau đó gặp được duyên Ở trong a la gia thức Vẫn còn hạt giống A-di-đà-phật Thì tiếp tục lập tiếp sự việc này nói ra Cũng không có gì lạ Trong đời quá khứ Chúng ta cũng đã từng làm rồi Chúng ta cũng đã đọa qua địa ngục rồi Từng thọ qua tai nạn Vô lượng kiếp Tội đó thọ xong rồi Đời này mới được thân người Gặp được pháp môn này Suy nghĩ thấy trước đây Làm cái việc thờ dại này Phải bị những nỗi khổ đó Nghĩ lại còn rùng mình Hiện tại chúng ta quay đầu rồi Chúng ta hiểu rõ rồi Không làm việc khờ dại đó nữa Cho nên ngay hiện tiền Bất luận người phỉ bán ta Người làm nhục ta Người hãm hại ta Thậm chí là người giết hại ta Ta đều chấp tay tán thán Cảm ơn Đại Đức không có một chút xíu tâm oán hận. Vì sao vậy? Bởi vì ta biết thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi những người thượng thiện tụ tập về. Ta phải tu tập cho mình thành tiêu chuẩn của thượng thiện thì mới có thể về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được đại chúng quan nghênh. Không có một mảy may ác ý nào đối với tất cả người tất cả sự tất cả vật chỉ có một lòng cảm ơn đội đức bạn muốn hỏi những người hãm hại bạn này thậm chí là người giết hại bạn họ có ân đức gì đối với bạn mà bạn phải cảm ơn họ phải báo đáp họ chứ có ân đức đó sự phỉ bán làm nhục hãm hại của họ là giống như người thầy đến kiểm tra bạn vậy cửa này ta thông qua rồi họ đến kiểm tra cửa này của ta thông qua rồi sao lại không có ân đức được chứ không có bài kiểm tra này ta vẫn không biết công phu của mình đến giai đoạn nào không biết được nếu họ giết ta đi ta càng phải cảm ơn họ nữa vì sao vậy vì thế giới cực lạc sớm hơn một chút họ giúp đưa mình đi rồi Thế gian này quá khổ rồi Trí huệ phước báo của bạn rất lớn rồi Không nên ở đây thọ khổ nữa Nhanh nhanh đi thôi Thế làm sao không có ân đức được chứ Giảng sanh sớm Chết sớm hưởng phước sớm Ân đức đó quá lớn rồi Tội phước Thiện ác chỉ trong khoảng một niệm cho nên một niệm giác đi tu phước thì có nơi nào không phải là nơi tu phước chứ có lúc nào không phải là tu phước có việc nào không phải là việc tu phước đâu vấn đề là bạn có giác ngộ hay không mà thôi Cho nên chư Phật Bồ Tát Thanh văn duyên giác Đối với tất cả chúng sanh Chỉ có một tâm cảm ơn Đại Bồ Tát Đăng Địa Lúc nào cũng tri ân báo ân Tư tưởng quan niệm quả thật là khác so với phạm phu của chúng ta. Ngoài tội, ngũ nghịch trên kinh đã nói ra. Trên kinh thập luận nói. Trên kinh này cũng nói. Phật còn nói giới tăng hộ ngài nói có chín loại người thường xuyên đọa lạc vào trong đại địa ngục a tỳ lại tăng thêm bốn điều so với ngũ nghịch này thêm bốn điều điều thứ nhất là thực tăng vật là ăn thức ăn của người xuất gia. Chúng ta nghe thấy quá sợ hãi rồi. Rất nhiều cư sĩ tại gia đến đạo tràng để ăn thức ăn của người xuất gia. Vậy thì làm thế nào? May mà tịnh tông học hội và cư sĩ lâm đều là đạo tràng của người tại gia. Người xuất gia chúng tôi đến ăn đồ ăn của người tại gia. Không phải người tại gia đến ăn thức ăn của người xuất gia chúng ta ở đạo tràng này là người xuất gia đến ăn đồ của người tại gia đây là nói thập phương thường trụ cách ăn như thế nào vậy ăn với tâm trộm cắp ăn với tâm tham vậy thì có tội rồi bạn vào trong chùa chiền người trụ trì trong chùa mời bạn ăn vậy thì không có tội lỗi đây là các vị đều biết trước đây ở trong tùng lâm tự diện người cư sĩ đến xin tu gieo duyên rất nhiều nếu các vị ở trung quốc đại lục thấy tùng lâm tự diện lớn nó phân ra nội diện và ngoại diện nội diện là dành cho người xuất gia ở ngoại diện là dành cho cư sĩ ở bởi vì chế độ xã hội vào thời xưa với hiện nay khác nhau Là thời đại nông nghiệp Trong xã hội nông nghiệp Thời gian nhàn rỗi dài Khi họ không phải ở trong thời gian canh tác Thì mọi người đều nhàn rỗi Lúc nhàn rỗi có rất nhiều người Vào trong tự viện để xin tu gieo duyên Trú lại đến mấy tháng Đến tự viện để làm gì vậy? Nghe kinh Niệm Phật tham thiền Cho nên họ vào trong tự viện Vào trong tự viện xin ở lại Là xin ở lại sống ở trong đó Ở trong tự viện Cũng phân chia công việc cho bạn làm Giống như người xuất gia vậy Vì cái này ăn không có vấn đề gì Đây không phải là ăn không ngồi rồi Là có phân chia công việc cho bạn làm Thông thường người có học Được phân chia công việc Phần lớn là chép kinh Trước đây chưa có kỹ thuật in ấn Chỉ có chép Người có học Thì bạn đến đây rất được hoan nghênh Bạn chép kinh thay tôi Sao chép bản kinh Ở trong lầu tàng kinh Kinh tạng rất phong phú vốn dĩ chỉ có một bộ kinh Bạn có thể viết thêm một bộ Thì nó sẽ có thêm một bộ nữa Chép thêm hai bộ thì nó được thêm hai bộ cho nên thông thường người có học vào trong chùa chiền làm việc nhất định là mời họ chép kinh nếu không phải chép kinh thì sắp xếp cho vào những công việc tương đối lao lực một chút như những việc quét dọn môi trường giúp việc trong nhà bếp hay giả gạo chẻ củi bởi vì trước đây chúng ở trong tự diện đông đời sống cũng khó khăn trong nhà bếp hay dùng củi để nấu nấu củi thì phải có người đi chặt củi chặt củi về còn phải chẻ củi đều là công việc rất nặng nhọc gạo đều phải giả từ hạt lúa giả ra thành gạo lứt từ gạo lứt phải giả thành gạo giả gạo sau đó giả cho thật trắng sạch đều cần đến nhân công cho nên khi sinh ở trong tự diện Phần lớn phải làm thêm những công việc này Cho nên vào trong tự diện để ở Thật sự là phước quệ song tu Thế thì không có vấn đề gì Nếu như bạn vào ở trong tự diện Mà ăn không ngồi rồi Thì tội lỗi này là rất nặng Nên thực tăng vật phải giảng cho rõ ràng Không giảng rõ ràng thì mọi người sẽ sợ Sẽ không dám đến tự diện Thứ hai là Phật vật Là tùy tiện dùng những phẩm vật cúng Phật này Cái tội này là rất nặng Cho nên tất cả phẩm vật là cúng Phật tăng trước Sau đó bản thân chúng ta mới được thọ dụng thứ ba là giết cha thứ tư là giết mẹ thứ năm là giết a la hán thứ sáu là phá quả hợp tăng đây là có trong tội ngũ nghịch thứ bảy là phá tỳ kheo tịnh giới suối dục sai khiến tỳ kheo phạm giới đây là tội đọa địa ngục a tỳ Thứ tám là phạm tịnh hạnh ni Là tỳ kheo ni Tỳ kheo ni thanh tịnh Bạn xâm phạm họ Sẽ bị đọa địa ngục A tỳ Thứ chín là làm nhất diễn đề Nhất diễn đề là tiếng phạn Chịch qua ý nghĩa của tiếng Trung Quốc Là Người không có thiện căn Chính là chúng ta thông thường nói Trong tâm Tràn đầy tà ác Niệm niệm đều là Tương ưng Giới tà tri tà kiến Và mười nghiệp ác Người như vậy Chính là nhất diễn đề Khởi tâm động niệm lời nói việc làm không có gì không phải tà ác cho nên nói họ không có thiện căn phật nói chính loại người này thường xuyên ở địa ngục sau khi ở địa ngục ra các vị phải biết họ vẫn còn tập khí ác mặc dù đời trước tu có phước báo được thân người nhưng tập khí này vẫn còn dường như họ không làm ác họ sẽ thấy rất khó chịu họ không thể sống nổi như vậy đây là tâm ác ý ác lời nói ác hành vi ác đã thành thói quen rồi đây là vô cùng vô cùng đáng sợ cho nên thời gian đến cõi nhân thiên không dài họ lại tạo tội nghiệp rồi sau khi mất thân người họ lại quay về địa ngục bốn kinh này nói rất tường tận về sự việc này làm nhọc Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng chân thật là từ bi. Trong kinh Chánh Pháp niệm nói: Nỗi khổ trong địa ngục A Tỳ. Khổ hơn gấp ngàn lần trong 10 địa ngục lớn. Trên kinh chúng ta thường nói đến 8 địa ngục nóng. Tám địa ngục lạnh Mười tám tầng địa ngục Nỗi khổ trong địa ngục A Tỳ Và địa ngục vô gián Còn khổ hơn gấp ngàn lần so với họ Người tuổi thọ ngắn Thì một kiếp Một kiếp này Xin thưa với các vị là đại kiếp Chứ không phải tiểu kiếp tạo tác nghiệp nhân địa ngục rất dễ dàng nhưng sau khi đọa lạc vào địa ngục muốn ra thì quá khó quá khó cho nên nghiệp nhân quả báo này chúng ta phải biết rõ phải rõ ràng phải nhớ kỹ loại sự việc này dứt khoát không được làm Tuyệt đối không được tham một chút lời nhỏ trước mắt Mà tạo tác tội ác cực nặng như vậy Đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Để đề cao cảnh giác chính mình Cảnh giác cao độ Cho nên Kinh này quá thật sự mà nói Phải thường xuyên đọc Chúng ta nên đọc nó như là đọc giới Kinh vậy giới kinh nửa tháng tụng giới mỗi nửa tháng phải đọc một lần căn tánh của người hiện nay khác so với trước đây nửa tháng đã không còn hiệu quả nữa rồi bữa có bữa không cho nên tôi yêu cầu đồng tu niệm phật sau thời khóa tối mỗi ngày, đêm thái thượng cảm ứng thiên văn xương đế quân âm chất văn đọc qua một lần, đêm đó xếp vào trong thời khóa tối. Hai quyển này văn tự cũng không dài, hai quyển hợp chung lại có lẽ chỉ có hai ngàn chữ. Không dài lắm Xem nó như là giới luật để đọc hàng ngày nhắc nhở chính mình Từng giây từng phút phản tỉnh lại xem Thì mới có thể giữ được thân người Không bị đọa ác đạo Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật đã phai.